Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái phần tiếp theo. Sau khi chúng ta đã nghiên cứu về các cái điểm lý thuyết trọng tâm của phần đa thức nội sinh Newton. Đây là một trong những cái nội dung cũng khá là quan trọng trong bài toán sắp xỉ một cái hàm số bằng một cái đa thức. Nội dung của cái bài tập hôm nay thì chúng ta sẽ dựa trên cơ sở của hệ thống các lý thuyết liên quan về đa thức nội sinh Newton. Trong đó nó có hai cái phần kiến thức bổ trợ khá là quan trọng để người ta xây dựng cái hệ thống đa thức nội sinh Newton tiến và Newton lùi. Đó là cái bảng sai phân và cái bảng tỷ sai phân. Đó nè. Thế thì sai phân á, là nó được dùng để người ta áp dụng trong cái bài toán đi tìm đa thức nội suy Newton của một cái hàm số mà các mốc nội suy là cách đều. Còn tỷ sai phân á, là nó sẽ dùng cho cái trường hợp xây dựng các cái đa thức nội suy Newton tiến và lùi trong trường hợp cái hàm số đã cho nó có các cái mốc nội suy không cách đều. Thế thì cái bài tập hôm nay á, mà chúng ta sẽ giải trong cái tiết giảng này thì thầy sẽ tập trung đi vào hai cái nội dung đầu tiên trong cái phần lý thuyết mà các bạn đã nghiên cứu. Đó là vấn đề sai phân và ứng dụng của sai phân trong cái việc xây dựng các cái đa thức nội suy Newton tiến và lùi ứng với một cái hàm số cho trước có các mốc nội suy cách đều. Bài tập đầu tiên mà thầy muốn trình bày với các bạn đó là một cái bài nó khá là đơn giản. Đó là người ta cho một cái đa thức bậc 3 là Px. Và cái đa thức bậc 3 này á, thì cái cấu trúc của nó như thế nào người ta không biết. Nhưng nó có cái bảng giá trị cho trước. Là x bằng 0 thì b tại đó bằng 0. X bằng 1 thì b tại đó bằng 1. X bằng 2 thì b tại đó bằng 8. Và x bằng 3 thì b tại đó bằng 27. Và người ta yêu cầu chúng ta là tính cái P5. P5. Có nghĩa là tính cái giá trị của cái đa thức đó tại cái vị trí là x bằng 5. Nha. Thế thì theo phương pháp thông thường đó thì chúng ta muốn giải những cái bài toán này thì chúng ta có hai cái cách, đúng không? Ở đây thầy sẽ trình bày cho các bạn hai cách. Cách thứ nhất là ta giải theo cái phương pháp khá là thông thường sơ cấp, có nghĩa là ta giải giống y như là phổ thông bình thường thôi, bằng cách sử dụng các cái kiến thức liên quan về gì nhỉ? Hệ phương trình, đúng không? Để ta làm. Cách thứ hai là chúng ta sẽ áp dụng cái lý thuyết của sai phân để chúng ta giải quyết cái bài toán tìm đa thức. Đó nè. Rồi, thầy sẽ trình bày cái cách sơ cấp đầu tiên trước, đó là cách 1. Đó là đi tìm luôn cái đa thức này ra. Hả? Có nghĩa là đi tìm luôn cái đa thức này ra. Tìm cái Px ra luôn. Nha. Thế thì phương pháp giải là gì? Ở đây người ta cho Px là đa thức bậc 3. Như vậy ta giả sử Px nó có dạng là bằng Ax mũ 3 cộng Bx bình cộng Cx cộng D. Đây là một cái đa thức bậc 3 đúng không nè? Đấy. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Ta đi tìm ABCD thôi. Và khi các bạn đi tìm được ABCD thì các bạn sẽ biết được cái đa thức nó bằng bao nhiêu. Và khi các bạn biết được đa thức bao nhiêu thì cái việc đi tính P tại 5 thì khá là quá đơn giản đi. Ở đây. Đấy. Thế làm sao tìm ABCD? Thì các bạn phải dựa vào các cái giả thuyết này. Như vậy bài toán ở đây nó sẽ có bốn ẩn số A, B, C và D. Và giả thuyết nó cho bốn cái điều kiện. Đó là P0 bằng 0, P1 bằng 1, P2 bằng 8 và P3 bằng 27. Như vậy là ta sẽ thế vào nha. Ta có P0 là bằng D. Và D ở đây nó sẽ bằng 0. Đúng chưa? Đây này. P tại 0 là bằng 0. Đấy. Rồi tiếp tục ta có P của 1. P của 1 là thay vào đây. Như vậy nó bằng là A cộng B cộng C cộng cho D. Nhá. Rồi là bằng 1. Điều này tương đương với A cộng B cộng C là bằng 1. Khá là đơn giản. Không này. Đấy. Tiếp theo là P2. P2 thì thay vào đây. Như vậy là được 8A này. Cộng 4B này và cộng 2C rồi cộng cho D. Mà B2 nó cho là bằng 8 này. Mà D ở đây là nó bằng 0 rồi, có nghĩa là được là 8A cộng cho 4B cộng cho 2C là bằng 8. Được chưa? Rồi các bạn có thể rút gọn cái này đi, như vậy ta rút gọn đi cho 2 đi thì cái này nó sẽ là 4A cộng 2B cộng C là bằng 4. Được chưa? Rồi tiếp tục là ta có P3. P3 mà nếu các bạn thay vào đây thì sẽ là 27A này cộng cho 9B này cộng cho 3C cộng D là bằng 27. Và D ở đây bằng 0 thì các bạn rút gọn hai vế đi cho 3 thì các được sẽ được là 9A cộng cho 3B cộng C là bằng 9. Như vậy ta có được bốn cái phương trình. Đây là phương trình số 1, đây là phương trình số 2, đây là phương trình số 3 và đây là phương trình số 4. Đúng chưa? Mà riêng cái phương trình số 1 này nó cho chúng ta biết là D bằng 0 rồi.
nhé. Đấy. Rồi bây giờ còn lại ba cái phương trình này. Ta được một hệ gồm 3 phương trình và 3 ẩn số. Đây là một hệ phương trình bậc nhất. Thế thì bấm máy tính thôi nhé. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ bấm máy tính nha. Rồi bây giờ ta sẽ bấm máy tính. Hệ bậc nhất 3 ẩn số thì khá là đơn giản. À, các bạn chọn menu và các bạn sẽ chọn equation đây. Chọn mục 9 nha. Rồi ta chọn 1 ha. Và ta chọn cái số ẩn cần tìm ở đây là 3 ẩn hả? Hệ bậc nhất 3 ẩn. Rồi. À, ở đây ta nhập số là 111 này. Rồi, giấy cái đây chính là C ha, là 1 luôn. Rồi hệ số tự do là 1 luôn. Tiếp tới cái phương trình thứ hai là 4214 này. Đấy, phương trình thứ ba là 9319 này. Rồi. Như vậy ta giải ra được là x bằng 1, y bằng 0 và z bằng 0. Điều đó có nghĩa rằng là gì? À, giải cái hệ phương trình này ra đó là ta sẽ được kết quả là A bằng 1, B bằng 0 và C bằng 0. Được chưa? Như vậy ta kết luận là A. Vậy vậy cái đa thức Px cần tìm nó sẽ là x mũ 3 thôi. Vì A, B, C, D, A, B, C, D ở đây là bằng 0 hết rồi. Như vậy từ đây ta rút ra được là P5 nghĩa là bằng 5 mũ 3. Đúng không? Đấy. À, là ra ngay thôi. Như vậy kết quả là 5 mũ 3 ha. Đấy. Là 125, được chưa? Rồi, như vậy để tìm cái B trong trường hợp này là kết quả là 125. Đấy, đây là cái cách khá là sơ cấp đúng không nào? Đấy. Thế thì ngoài cái cách này ra thì chúng ta còn một cái phương pháp nữa mà chúng ta mới vừa học, đó là các bạn sẽ sử dụng cái phương pháp xay phân để ta làm. Thế thì khi các bạn sử dụng phương pháp xay phân thì các bạn lưu ý cho thầy một cái tính chất mà xay phân mà chúng ta đã học, đó là gì? Nếu như P x là một cái đa thức bậc n nhé, bậc n thì suy ra được cái xay phân cấp m của cái đa thức đó nó sẽ bằng không với mọi m là lớn hơn n. Đấy, đây là một cái tính chất mà chúng ta đã học về xay phân. Bất kỳ một cái đa thức nào mà có bậc n thì mọi cái xay phân cấp mà lớn hơn cái bậc của nó thì luôn luôn bằng không. Đấy, nó bằng không với mọi x ha. Đấy. Như vậy là ta dựa vào đó thì các bạn sẽ lập cho thầy cái bảng xay phân từ đây nhé. Như vậy là ở đây để cho nó tiện thì thầy sẽ viết cái cột cái chỗ này là cột xy này. Không, bây giờ lập bảng xay phân thì chỗ này là y này, rồi xy này, rồi y này ha. Rồi chỗ này ta có là delta y này. Delta gì? 2y này. Rồi delta 3y này. Và các bạn không cần phải lập delta 4 nữa vì delta 4 ra đây nó bằng 0 rồi. Được chưa? Rồi y ở đây là 0 1 2 3. Được chưa? Rồi, xy bằng 0 này. X1 là bằng 1 này, x2 bằng 2 này, x3 bằng 3 này. Được chưa? Như vậy là y tại 0 là bằng 0 này. Y tại 1 là bằng 1 này. Y tại 2 bằng 8 và y tại 3 là 27 này. Như vậy theo cái định nghĩa của xay phân cấp 1 thì cái delta y1 ở đây là lấy 1 trừ 0 này, lấy cái số này trừ số này phải không? Như vậy chỗ này bằng 1 đúng không? Rồi tiếp tục cái delta y1 á, đây, delta y đây là delta y0, đây delta y1 này. Delta y1 nó là bằng 7 này. Rồi, delta y2 là nó sẽ bằng lấy 27 mà trừ 8 là còn 19 kìa. Đó. Tiếp tục các bạn đi tính cái xay phân cấp 2. Xay phân cấp 2 là lấy dòng dưới trừ dòng trên đúng không nè? Như vậy là delta cấp 2 tại y bằng 0, như vậy là nó sẽ ra là bằng 6. Đúng chưa? Bằng 6 nha. Rồi cái này 10, 19 mà trừ 7 là còn 12 này. Đúng không? Rồi còn cái delta chỗ này là lấy 12 trừ 6 là còn 6 này. Được chưa? Rồi. Thế thì mục tiêu của chúng ta là tìm gì? Tìm B5. Như vậy các bạn thấy rằng là các cái bước nhảy nó cách đều là một đơn vị, nghĩa là h ở đây nó sẽ bằng gì? H ở đây bằng 1. Đúng chưa? Đây 1 2 3 mà. 0 1 2 3 này. Như vậy tiếp theo chỗ này sẽ là y bằng 4 thì xy chỗ này nó sẽ là bao nhiêu? Xy chỗ này sẽ là 4 chưa? Đó. Rồi mục tiêu của chúng ta là tới x tại 5 lận. Đó, có nghĩa là các bạn phải điền các cái con số ở chỗ này.
Như vậy bản chất của chúng ta là đi tìm cái con số ngay chỗ này. Đúng không? Đấy. Như vậy là gì? Ta phải tìm những con số bên này trước. Thì các bạn để ý rằng là cái con số chỗ này nó bằng bao nhiêu thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà chắc chắn là cái delta 4 của chỗ này này. Đó, delta 4 của y là chỗ này nó sẽ bằng 0. Cái đúng không? Vì cái đa thức này bậc 3 mấy mà. Thì theo tính chất của sai phân á, thì sai phân mà cấp mà lớn hơn cái bậc của cái đa thức là lập tức bằng 0. Như vậy chứng tỏ rằng con số ngay chỗ này này nó sẽ trừ cho 6 và phải bằng 0. Điều đó chứng tỏ rằng cái delta 3 của y ngay chỗ này là nó sẽ bằng 6. Thì cái trừ lên đây nó còn không được. Được chưa? Rồi, như vậy tiếp tục là dựa vào đây thì ta thấy à, như vậy chỗ này 6 nhá. 6 mà chỗ này 12 thì buộc con số dưới này sẽ là mấy? Phải là 18 chứ. Cái đúng không? 18 trừ 12 nữa bằng 6 được. Đấy. Mà 18 ở đây 19 đi. Thế thì cái con số chỗ này là bao nhiêu mà trừ lên đây nó bằng 18? Như vậy cái chỗ này nó phải là gì nhỉ? À, 37 hả? Đấy, à, cái này là 10. Đấy, cộng ngược lại thôi. Lấy cái này trừ cái này là bằng 18. Như vậy là con số này sẽ là lấy 18 cộng 19 thôi. Đúng không? Đấy. Tương tự như vậy, con số chỗ này thì các bạn lấy 37 cộng 27. Như vậy là 77 là 14 này. Được chưa? À, nhớ một đây số từ hả? Đúng không? Đấy. Bây giờ tiếp tục các bạn phải tìm con số ở chỗ này cho thầy nè. Đúng không? Thế thì các bạn lại tiếp tục. À, cái delta 4 ngay chỗ này nó cũng vẫn cứ bằng 0. Nó cũng vẫn cứ bằng 0. Ha? Vì nó đã hàng số 0 rồi, tất cả cái này bằng 0. Như vậy tiếp tục ngay chỗ này nó cũng sẽ bằng 6 tiếp. Đấy, mà chỗ này bằng 6 thì đây 18. Như vậy buộc cái dòng dưới này nó sẽ là gì? À, 24 đúng không? Đó, 24 mà chỗ này 37 thì dưới này sẽ là mấy? À, lấy cộng lại là 4 cộng 7 là 11. Nhớ 1, đây 5 là 61 này. Đó, thế đây 61 mà đây 64 thì chỗ này sẽ là mấy? Chỗ này sẽ là cộng hai cái này lại. Cộng hai cái này lại. Cái này là 1 cộng 4 là 5 này. 6 cộng 6 là 12 này. Như vậy là bằng 125 chưa? Đấy, y cái đáp số của chúng ta này. Đúng không? Đấy, như vậy là cái giá trị y của cái hàm số ứng với x y là bằng 5 thì y của nó là 125. Như vậy ta áp dụng cái tính chất là gì các em? Là từ cái delta 4 y trở đi là bằng 0 hết. Nhưng mà từ đây chúng ta sẽ truy xuất ngược 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 lại các bạn của sai phân là các bạn sẽ tìm được. Đúng không? Nhưng mà có điều là sai phân thì nó phải làm theo đúng các bước nhảy theo thứ tự chứ nó không thể tìm một một cái giá trị từ ý được. Ví dụ như là các bạn cho B5 á, thì ở đây buộc thầy phải tính là B4 cái đã. Hả? Rồi mới sinh ra B5 được. Thế thì ưu điểm của cái sai phân á, là ta sẽ tìm được cái giá trị của cái hàm số tại các vị trí ứng với cái bước nhảy. Cái đúng nè, ứng với đúng cái bước nhảy cơ. Chứ còn ví dụ chỗ này mà nó biểu là đi tính là P5,5 thì sai phân chúng ta chưa làm được. Cái đúng. P5,5 thì chịu, theo đúng bước nhảy là mới trả lên được này. Được chưa? Đấy các bạn để ý cái tính chất cho các bạn sai phân của chúng ta. À, còn cái phương pháp mà tìm theo cái kiểu là giải giống sơ cấp này thì khi đã xác định được P(x) rồi thì tính P mấy cũng được cả. Đấy. Có điều là mục tiêu của cái phần này là chúng ta là làm quen với việc là khai thác các cái tính chất của lý thuyết sai phân để chúng ta giải quyết các cái bài toán kiểu kiểu như thế này nha. Đấy. Ví dụ một cái bài tập đầu tiên khá là đơn giản thôi nè. Đấy, ta dùng hai cái kiến thức. À, có điều là trong cái phần này thì thầy sẽ tập trung xoáy sâu vào cái phương pháp sử dụng sai phân nhiều hơn. Còn những cái phương pháp này thì chắc có lẽ là ta làm mẫu một bài thôi, chứ còn những cái bài sau ta không có dùng nó nữa nha. Rồi, đó là bài tập đầu tiên. Bây giờ ta qua cái bài tập số 2. Ở bài tập số 2 á, đề người ta cho là gì? Người ta cho hàm số y bằng x mà thỏa mãn cái điều kiện là f của x cộng 8 trừ cho 4 lần x cộng 6 cộng cho 6 nhân f của x cộng 4 trừ cho 4 nhân f của x cộng 2 và cộng cho f của x là bằng 0 với mọi x thuộc R. Có nghĩa là cái hàm số biết là cái hàm nó thỏa mãn cái điều kiện này. Đấy. Bây giờ người ta nói rằng là cái hàm số này thì nó có cái bảng giá trị sau đây. À, tại x bằng 1 thì f(x) bằng 2, tại x bằng 3 thì f(x) bằng 62, tại x bằng 5 thì f(x) bằng 274 và tại x bằng 7 thì f(x) bằng 734. Thế câu hỏi đặt ra là người ta yêu cầu là hãy dùng cái lý thuyết sai phân đó đi tính giá trị f9. Như vậy là nếu theo cái bước nhảy của cái giá trị đó, thì đây là 1 lên 3 lên 5 thì tiếp theo cái chỗ này nó sẽ là 9 này. Phải này. Đấy. Có nghĩa rằng là câu hỏi đặt ra là nếu chỗ này là 9 thì giá trị chỗ này là bằng bao nhiêu. Đấy, như vậy là trong cái phần này nhiệm vụ của mình là phải xác định cái giá trị chỗ này. Được chưa? Rồi, thế bây giờ các bạn để ý ở trong cái đề bài người ta cho cái hàm số f(x) nó thỏa mãn một cái điều kiện này.
Vậy cái điều kiện này nó có liên quan gì tới cái bản giá trị này hay không, và nó có đụng chạm gì tới vấn đề sai văn của chúng ta hay không, đúng không? Đấy, cái mấu chốt của bài toán là vậy. Giả thiết là nó có dính dáng gì tới này không. Thế thì các bạn để ý rằng là cái công thức này nè, đó, nó có một cái đặc điểm, đó là gì? Các cái giá trị sai lệch giữa x, rồi đây nó tăng lên x cộng 2 nè, đây là x cộng 4, x cộng 6, x cộng 8. Như vậy ở đây nó cho chúng ta một cái thông tin là sự sai lệch giữa các cái giá trị này theo cái bước nhảy là h là bằng 2, đúng không? Đó, đúng y bước nhảy của cái bảng giá trị này. Cái thứ hai nữa là cái tổng của cái biểu thức này thì nó có liên hệ gì với tới cái tính chất của cái lý thuyết sai phân hay không nha. À, thế thì đơn giản, bây giờ ta sẽ quay lại cái phần lý thuyết sai phân một chút thì các bạn sẽ thấy nó có một cái tính chất. Đây, cái này là trong video trước thầy đã trình bày rồi. Đây, với một cái hàm số cho trước xác định trên R thì cái công thức sai phân cấp n của f(x) nó sẽ được tính là bằng sigma y chạy từ 0 đến n của trừ 1 mũ y cin f của x cộng n trừ y nhân h nhé. À, với mũ n thuộc n. Đấy, ta có cái đẳng thức đó. Rồi bây giờ để cho nó tiện thì thầy sẽ đem cái công thức này qua bên cái phần lý thuyết của chúng ta để chúng ta đối chiếu ha và áp dụng. Được chưa? Rồi, đây. Thầy sẽ để nó vô đây. Đây chính là cái công thức của chúng ta trong cái phần lý thuyết mà chúng ta đã học. Thế điều gì xảy ra giữa cái công thức này nhé, giữa công thức này với cái công thức này, đúng không? Rồi bây giờ các bạn nhìn và các bạn thấy có cái liên hệ gì không? Tất nhiên là nó phải có cái liên hệ gì đó rồi, ngoài này. Đấy. Rồi bây giờ ta để ý vô nè, cái điều gì xảy ra nếu như cái hàm số biết này và cái sai phân này nó chính là sai phân cấp 4 delta 4 fx. Thế nếu mà delta 4 thì thầy sẽ viết lại cái công thức này nha. Như vậy nó sẽ bằng là sigma y ở đây chạy từ 0 cho đến 4 này. Đúng không? Ở đây là trừ 1 mũ y. Chỗ này là c gì? Ci4 và f của đây là x cộng cho 4 trừ y nhân h. Và để ý h ở đây chính là bằng 2 nha. Đúng không? Nó có cái sự chênh lệch giá trị này. Thế bây giờ các bạn triển khai cái công thức này ra cho thầy. Triển khai từ từ nó ra nha. Rồi, thế thì cái này nó bằng cái gì? Đầu tiên ta thay y bằng 0 vô nha. Y bằng 0 ta được số hạng ở chỗ này là trừ 1, mũ 0 là 1 rồi nè. Cái này là C04 này. Được chưa? Như vậy cái này sẽ là F mấy? Thầy sẽ thay vô đây hả? Như vậy C04, như vậy chỗ này sẽ là x này. X này. Rồi, y ở đây nhớ bằng 0 nhé. 4 trừ 0 nhân h, h ở đây bằng 2. Như vậy chứng tỏ nó là cộng cho 8. Đúng chưa? Rồi, tiếp. Bây giờ ta cộng với này. Tiếp theo là ta thay với y bằng gì? Y bằng 1, như vậy chỗ này là dấu trừ nha. Trừ. Được chưa? Rồi chỗ này là C14 đúng không? Rồi, nhân với f của gì? Nhân với f của x. Chỗ này các bạn thay chữ y bằng 1 qua đây là 3 nhé, 3 mà nhân 2 là 6 nhé. Đó, được chưa? Đó nó tự tự nó có cái gì đó giống giống ở đây nữa nè, đúng không? Rồi, bây giờ ta cộng tiếp cái gì? À, cộng tiếp với y bằng 2 nhé, mà trừ 1 mà muốn 2 là bằng 1, như vậy chỗ này nó còn lại là C24 thế này. Chỗ này là f của gì? F của x. À, các bạn thay vô đây cho thầy là ứng với y bằng 2 thì cái này 2 nhân 2 là 4 nè. Được chưa? Rồi tiếp tục là cộng với tiếp theo là y bằng 3 nhé các em. Như vậy chỗ này nó là trừ 1 ha. Nhân với C34 nè. Như vậy là nhân cho f này. Y bằng 3 chỗ này sẽ là x cộng mấy? 4 trừ 3 là còn 1, nhân với h là bằng 2 ha. Và cuối cùng là y bằng 4 và thế vào đây sẽ là 1, như vậy cộng là C44 nè. Và f cái chỗ này là còn x không thôi, vì lý do là y bằng 4 thì cái hiệu nó bằng 0 rồi. À, như vậy là cái này nếu mà viết cho nó gọn đẹp lại là bằng cái gì? C04 là bằng 1 nha các em. Như vậy chỗ này nó còn lại là x cộng 8 đây này. Chỗ này thành dấu trừ phải không? C14 là bằng 4 nha. Như vậy là f của 0 x cộng 6 này. Rồi cộng C24 là bằng 6 nha các em. C24 là bằng 6. Rồi f chỗ này là x cộng 4. Đấy, và chỗ này thành là dấu trừ. C34 là bằng 4 hả? Như vậy chỗ này là f của x cộng 2. Và cuối cùng là C44 là bằng 1 và chỉ còn lại là fx thôi. Như vậy chứng tỏ cái lượng này nè. Đó, các bạn nhìn vô nó chính là biểu thức này chưa? Đấy. Như vậy giả thiết ta sẽ suy ra được, điều này suy ra được delta 4 của fx thì luôn luôn bằng 0 với mọi x thuộc R. Đấy, có nghĩa là thay vì người ta nói rằng cái hàm số fx
có tính chất là delta 4 biết bằng 0 mũi thực ra thì người ta cho cái đẳng thức này. Có nghĩa là người ta viết lại với cái dạng khai triển của cái hàng đẳng thức này đó. Các bạn để ý ha, trong cái phần sai phân nó có cái tính chất này này. Thì ra nó giống y như hàng đẳng thức mà chúng ta học trong cái nhị thức Newton vậy, nhưng mà có điều nó hơi khác khác một tí là cái giá trị của cái biến của biểu thức F trong này nó thay đổi theo cái số lần lượng của bước nhảy tương ứng cái này, nó tăng đều lên ha. Đấy, nó chỉ khác khác chứ còn cái hệ số nó giống y như hệ số của nhị thức Newton vậy. Chả có gì khác cả. Rồi, như vậy từ cái giả thuyết này ta rút ra một kết luận khá là quan trọng. Đây, đây cái kết luận này. Như vậy cái hàm F á, nó có một cái tính chất đó là sai phân cấp 4 của nó luôn luôn bằng 0, mà đã sai phân cấp 4 bằng 0 được, mọi cái sai phân mà cấp trên 4 cũng sẽ bằng 0. Mà nó không những bằng 0 tại một x bằng 0 với mọi x thuộc R nha. Đây. Như vậy ta dựa vào tính chất đó thì chúng ta sẽ lập cái bảng sai phân của hàm số Fx này cho đến cấp 3 thôi, vì tới cấp 4 nó bằng 0 rồi. Và chúng ta dựa vào tính chất đó thì chúng ta sẽ truy ra được cái giá trị của Fx tại x bằng 9. Như vậy tới đây á, thì cái phương pháp giải quyết cái bài toán bài tập 2 này nó tựa tựa giống như cái bài tập số 1 vậy. Tại sao vậy? Bài tập số 1 nó cho biết luôn cái Fx này là đa thức rồi và biết là đa thức bậc mấy rồi. Trong khi đó theo lý thuyết sai phân á, là người ta bảo rằng là những cái đa thức mà bậc n thì sai phân bậc mà từ n cộng 1 trở đi là nó bằng 0, thì cái đây nó cũng cho giống y như vậy thôi. Có điều ở đây người ta không nói Fx là cái đa thức mà người ta chỉ nói Fx là một cái hàm số tổng quát thôi. Đấy thì nó khác cái bài nãy ở đó một chút. Nên buộc chúng ta phải nhớ đến cái kiến thức lý thuyết này và chúng ta đã học ở đằng trước rồi nha. Rồi bây giờ trên tinh thần thì ta sẽ lập cái bảng sai phân như thế này. Bây giờ đầu tiên cái bảng sai phân của mình là y này nha. Rồi chỗ này sẽ là x xy, rồi chỗ này sẽ là y đấy. Rồi chỗ này các bạn sẽ lập tới sai phân cấp 3 thôi. Y này, delta 2 y này, delta 3 y này, và nhớ là chỗ này delta 4 y là không cần làm nữa vì tất cả những cái này nó sẽ bằng 0. Được chưa? Rồi chỗ này là ta có 1 này, 3 này, 5 này, 7 và đây sẽ là 9, đây chính là cái giá trị cần tìm. 1 đây sẽ là 2 ha. Tiếp theo là 62 này. Tiếp theo là 274 này. Tiếp theo là 734 này. Được chưa? Rồi, y ở đây sẽ là 0 1 2 3 4. Được chưa? Rồi, các bạn sẽ lập sai phân ra cho thầy thôi. Delta y là 62 trừ 2 là còn 60 này. À, sai phân tính rất là dễ đúng không? À, chỗ này các bạn lấy 274 trừ 62 nhé. Rồi, thầy sẽ lấy máy tính bấm cho nó nhanh. Chỗ này là 274 trừ cho 62 này. Rồi, 212. Được chưa? Chỗ này là 212 nha. À, tương tự như vậy các bạn sẽ lấy là gì? À, 734 các bạn sẽ trừ đi cho 274 đúng không? Đó, cái này thì nó sẽ là bằng mấy? Chỗ này sẽ là 460. Được chưa? Đó, tiếp tục. Tới cái này là ta sẽ tính tới cái delta 2 này là như vậy lấy 212 trừ 60 nhé. Đấy, trừ 60 hả? Là nó ra chỗ này là thành 152 này. Rồi, tiếp tục lấy 460. Các bạn sẽ trừ đi cho 212. Như vậy nó ra là 248 nha. Rồi tiếp tới delta 3 là lấy 248 này các bạn trừ đi cho 152. Nó ra chỗ này là 96. Được chưa? Rồi, bắt đầu ta khai thác cái giả thiết là đề nó cho cái delta 4 này là bằng 0. Mà delta 4 bằng 0 thì chỗ này nó phải là 96 này. Vì 96 mà trừ 96 nữa bằng 0 được. Mà chỗ này 96 thì chỗ này mà 248 thì cái dòng chỗ này nó sẽ là mấy? Đó, ta cộng lại thôi. Vì 96 là cái sai phân cấp 3 mà cái cho cái sai phân cấp 2 thì vậy cái sai phân ở cái vị trí ở dòng dưới nó phải trừ lên đây mới bằng 96 đúng không? Như vậy kết quả các bạn sẽ lấy 248 ấy, là các bạn cộng cho 96 cho thầy. Đấy, như vậy nó ra là 344 này. Như vậy nó tự tự giống như cái bài hồi nãy thôi. Vì khi ta đã biết được cái chỗ này rồi thì móc nó truy ngược lại nó ra ngay ha. Rồi tiếp tục bắt bạn lấy 344 ấy, các bạn sẽ cộng cho cái 460 này. Được chưa? Đấy là nó sẽ bằng chỗ này là mấy nhỉ? 804. Được chưa? Và đây, giá trị cần tìm nó sẽ là cái giá trị này đây. Có nghĩa là khi x mà bằng 9 thì y sẽ bằng mấy? Như vậy nó sẽ được tạo ra là lấy 804 các bạn cộng cho cái 734. Được chưa? Đấy, như vậy kết quả nó sẽ là 1538. Đấy, như vậy kết quả cần tìm là đây. Được chưa? À, như vậy là một cái bài tập số 2.
Nó sẽ giúp chúng ta việc là gì? À, kỹ năng áp dụng tính chất của sai phân cấp N của một cái hàm số biết tổng quát, nhận diện công thức và lập bảng sai phân tương ứng, truy ngược cái giá trị lại. À, vì cái đoạn sau này nó giống y như là trong cái phần đa thức rồi. Được chưa? Rồi các bạn có thể xem cái bài giải dưới đây này. Tất nhiên là ở dưới đây thầy cũng đã tính rồi, 1538 này. Theo đúng kết quả của chúng ta ha. Đấy, theo đúng cái tinh thần hướng dẫn thôi. Đây. À, đầu tiên các bạn lập cái bảng sai phân ra nhé. Và nhớ rằng là ở đây với h bằng 2 thì ta có delta 4 cái x ấy. À, là nó bằng cái lượng này, và theo giả thiết là nhờ cái chỗ cái delta 4 này á. Nhờ cái chỗ cái delta 4 cái x này nó bằng 0 này. Cho nên buộc lòng cái chỗ này nó phải là 96. Và từ 96 là truy ngược 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 lại thì ta sẽ tìm được giá trị của hàm số fx tại vị trí x bằng 9 là 1538. Được chưa? Đấy, cái cách làm thì nó truy ngược từ đây này xuống thôi. Được chưa nào? Rồi, đây là một cái bài tập nữa cho chúng ta thấy rằng là việc sử dụng cái bảng sai phân nó cũng khá là gì? Thú vị ha. Đấy. Rồi tiếp tục ta sẽ qua cái bài tập số 2. À, bài tập số 3 chứ nhỉ. Đến với bài tập số 3 thì cái đề người ta yêu cầu là tìm cái đa thức nội suy Newton tiến và lùi của hàm số x được cho ở cái bảng giá trị như sau. Đây chính là một cái bảng được mô tả dưới dạng gì đây? Các mốc nội suy cách đều. Đây, x là bằng 0, 1, 2, 3, 4, 5 là nội suy cách đều. Trên cái đoạn ở đây chính là đoạn 0, 4 với cái h ở đây là bằng 1. Và đây chính là bảng giá trị của các cái xi ứng với của hàm số x tại các cái vị trí kì. Rồi, sau đó người ta nói là áp dụng để tính gần đúng các cái giá trị là 0,23 và 3,85. À, trong cái phần lý thuyết video trước thầy đã có nhắc đến cái vấn đề khi tính các cái giá trị gần đúng thì các 0,23 đó thì ta thấy rằng là với cái đề nó cho như thế này thì cái đoạn AB mà chúng ta xét ở đây chính là đoạn 0,4 này. Được chưa? Nếu mà kẻ cái trục số ra đó, kẻ trục số ra thì các 0,23 nó nằm gần cái con 0 này. Và cái con 3,85 là nó gần cái con số 4. Hả? Nó gần con số 4. Như vậy chứng tỏ muốn giải bài toán này là để tính giá trị này ta dùng gì đây? Dùng nội suy Newton. Newton gì cả? Newton tiến. Còn các anh chàng này thì ta sẽ dùng gì đây? Dùng nội suy Newton lội. Đúng không? Đấy, nó gần cái đầu mút bên bên phải thì dùng Newton lùi, mà gần đuôi phía bên trái thì tính giá trị dùng. Như vậy bài toán này buộc chúng ta phải lập hai cái đa thức nội suy. Một cái cho tiến và một cái cho lùi, áp dụng đối với trường hợp mốc nội suy cách đều. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ trước khi mà làm cái này thì đầu tiên thầy phải nhắc các bạn cái gì? Cái công thức. Đúng không? Nhắc công thức. Chứ không có công thức quen rồi thì chịu ngay này. Được chưa? Rồi, chắc có lẽ là quay lại cái công thức một chút. Đây. Đa thức nội suy Newton tiến sau khi mà các bạn có cái bảng sai phân này rồi nè. Không? Thì dựa vào các cái dấu hiệu số liệu tính được trên bảng sai phân, chúng ta sẽ có hai cái công thức. Đúng không? Newton tiến và Newton lùi. Được chưa? Rồi, bây giờ để cho nó tiện thì thầy sẽ cốt toàn bộ cái công thức này qua để hỗ trợ chúng ta tính nhé. Đây. Rồi, thầy sẽ để nó ở chỗ này. Đó, đây, công thức nó đây. Nhé. Cho nó nhỏ nhỏ tí. Rồi, bây giờ ta sẽ dựa vào cái bảng số liệu đã cho để ta lập cái gì các em? Lập bảng sai phân. Ha, lập bảng sai phân. Rồi, để bên này nha. Thế bây giờ tiện thì ta sẽ lập cái bảng sai phân ra này. Rồi, ở đây ta có y này. Chắc có lẽ là ta phải viết nó nhỏ nhỏ chút chứ không là nó hơi hơi chặt đây. Chỗ này là y. Chỗ này là xy. Chỗ này là yy. Như vậy chỗ này sẽ có delta 1, rồi delta 2, rồi delta 3, rồi delta 4 hả? Đây delta 1. Cái đây y nó sẽ chạy từ ở đây là 0 này, đây 1 này, đây 2 này, đây 3 này, đây 4 này. Như vậy cái đa thức nội suy này sẽ là một cái đa thức nội suy khoảng cấp 3 thôi. Được chưa?
y nó cũng chạy từ 0,4 x giá trị này. Rồi y y ở đây là 0,5 này. Ở đây một chứ nhỉ? Đây là một. Rồi đây 0,5 nhé. Rồi tới 0,866. Rồi đây sẽ là 1 và đây sẽ là 0,866. Được chưa? Rồi đây sẽ là delta II này. Rồi delta 2II này. Rồi delta 3II này. Đó. Chắc tới đây là hết rồi. Thế thì bây giờ ta lập cái delta này ra là lấy cái chỉ số dưới trừ chỉ số trên. Như vậy là cái này nó sẽ là 0,5 trừ cho 1 là trừ 0,5 này. Tiếp tục lấy 0,866, các bạn trừ cho thầy 0,5, như vậy chỗ này nó ra là 0,366. Được chưa? Tiếp theo là gì? Tiếp theo là lấy cái 1 này trừ cho 0,866. Cái này nó sẽ ra là bằng 0,134 nhé. Đấy. Tiếp tục lấy 0,866 mà trừ cho 1 là ra trừ 0,134. Đó, như vậy cái sai phân cấp 1 thầy đã tính xong. Tiếp tục các bạn tính tiếp cho thầy cái sai phân cấp 2 nhé. 0,366 này các bạn trừ đi cho trừ 0,5, như vậy là cộng cho 0,5 ha. Đấy. Như vậy là nó ra là 0,866 này. Đấy, tiếp tục lấy cái 0,134 ha. Rồi các bạn trừ đi cho trừ cho 0,366. Là cái này nó sẽ ra số số âm đấy. Như vậy chỗ này nó ra là trừ 0,232. Rồi tiếp tục lấy cái trừ 0,134 trừ tiếp cho 0,134 nhé. Như vậy là nó sẽ ra là 0,268. Đã vô trừ. Được chưa? Đấy, rồi. Tiếp theo cái delta 3 là bao nhiêu? Cái delta 3 của chúng ta nó sẽ là gì? Lấy cái số trừ 0,232 này trừ cho 0, trừ 0,232 các bạn trừ cho 0,866. Là ra là trừ 1,098 nha. Đó. Rồi tiếp tục ha. Tiếp tục là chỗ này lấy trừ 0,268 này. Rồi các bạn lại trừ cho cái trừ này là thành cộng cho 0,232. Rồi nó sẽ ra chỗ này là số 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 âm là trừ 0,036. Rồi lấy cái trừ 0,036 này các bạn trừ cho cái số ở đây này, như vậy là thành cộng cho 1,098. Như vậy nó ra là 1,062 nha. Như vậy chỗ này là delta 4 này. Đó, ra là 1,062. Ok chưa? Đấy, như vậy là ta lập được cái bảng sai phân. Rồi sau khi có bảng sai phân thì các bạn sẽ tiến hành viết cái gì các em? Viết cái đa thức nội suy Newton tiến và lùi. Bây giờ viết cái đa thức nội suy Newton tiến thì các bạn sẽ lấy cái dãy số này. Đó, lấy cái dãy số này. Được chưa? Rồi, công thức nó đây. Đúng không? Đầu ráp thôi nhé. Như vậy theo như công thức thì ta có đa thức nội suy Newton tiến ở đây sẽ là N mấy nhỉ? Cái đây sẽ là tứ delta 4, như vậy là sẽ là N4. Được chưa? Rồi, x ha. Rồi thay công thức vô nè, chỗ này là 1. Rồi cộng với gì? Cộng với nè. Sai phân cấp 1, như vậy là chỗ này thì ghi là trừ 0,5 phải không? Như vậy chia cho gì? 1 chia thừa nè. H ở đây chính là bằng 1 đúng không các? Đấy, với cái điều nó cho như thế này thì H bằng 1 hả? Đấy, như vậy là nó sẽ bằng 1 mũ 1 nhân cho x trừ cho x0 là trừ cho 0. Đấy, tiếp tục cộng với gì? Delta 2y0 là cái con số 0,866 này. Đấy, chia cho 2 dư thừa và nhân cho 1 bình phương. Rồi, nhân với x trừ x0 là x trừ 0. Nhân với x trừ x1
là x trừ 1. Được chưa? Rồi, cộng với gì? Tiếp tục ha. Như vậy là tới đây là sẽ là delta 3. À, delta 3 là thành trừ gì? 1,098 chia cho, đây là 3 dư thừa này, nhân cho 1 mũ 3 này, nhân cho x trừ 0, x trừ 1, nhân x trừ x2 là x trừ 2. Được chưa? Rồi, cuối cùng sẽ là delta 4. Như vậy chỗ này nó sẽ cộng cho 1,6062 nhé. Và đem chia cho, à đây 4 dư thừa, nhân cho 1 mũ 4. Đây sẽ là x trừ 0, x trừ 1, x trừ 2 và tiếp theo sẽ là x trừ x3, à, x trừ 3. Đó. Việc còn lại của chúng ta là viết cái này cho nó gọn đẹp lại. Nữa là sao? Đúng không? Đấy, bấm gọn đẹp lại. Nhá. Có điều cái số này thì nó ra hơi lẻ, cho nên là các bạn phải chịu khó tính toán nó ra. Được chưa? Chắc là viết cho nó gọn gọn lại tí chứ để như này ta nó xấu quá. Đây sẽ là 1 này, trừ 0,5x này. Ha. Cái này sẽ là cộng cho 8 8 mà 0,866 mà chia 2 là còn lại 0,433 này. Đó, nhân cho x trừ 1. Rồi cái này là thành dấu trừ hả? Đúng không? Cái này là 1,098. 1,098. Mà các bạn đem chia cho 3 dư thừa không biết là nó hết không. Mà là đây là chia cho 6 phải không? Đấy, như vậy là cái chỗ này nó ra là bằng 0,183. Đấy, chia nó ra thôi. Như vậy chỗ này sẽ là x nhân cho x trừ 1 nhân x trừ 2. Rồi tiếp tục các bạn lấy cái 1,062. Rồi các bạn chia cho thầy là 4 dư thừa ha. 4 dư thừa là 24 đúng không? Đấy, tao bấm máy tính nha. Như vậy chỗ này nó ra là bằng cộng cho 0,04425. Đấy, bấm máy tính thôi ha. Là x trừ 1, x trừ 2 và x trừ 3. Được chưa? Đấy, như vậy là trong có vẻ là viết như thế này gọn đẹp hơn tí rồi. Ha. Rồi, tương tự ta sẽ lập cái đa thức gì? Đa thức nội suy Newton lùi. Đa thức nội suy Newton lùi thì các bạn sẽ dùng cái công thức này. Đấy, công thức dưới này nha. Công thức dưới này thì đây. Cái chiều tiến của nó là theo cái đường này. Đấy. Đấy, lấy những con số trên cái trục này thôi. Đây là con số đầu tiên, tiếp theo là con số thứ hai, tiếp theo là con số thứ ba, tiếp là con số thứ tư và tiếp theo là con số thứ năm. Đấy, theo đúng cái trục này kéo lên thôi. Và nhớ là cứ mỗi số như vậy là các bạn sẽ làm gì? Đầu tiên là lấy cái giá trị này. Lượng này sẽ đem chia cho gì? À, đem chia cho gì đi? Đây, cái delta đây là delta 1 không? Delta 1 thì chỗ này nó sẽ là gì? Chỗ này là các bạn sẽ chia cho một dây thừa. Đó, lấy số này này. Đem chia cho một dây thừa nhân cho h mũ 1. Cái này sẽ chia cho hai dây thừa nhân h mũ 2. Cái này chia cho ba dây thừa nhân cho h mũ 3. Và cuối cùng cái này sẽ chia cho 4 dây thừa nhân h mũ 4. Còn các cái thừa số mà nhân vô đây là cứ x nó trừ các cái giá trị, ví dụ ở đây sẽ là x trừ xn, tiếp theo là x trừ xn nhân x trừ xn trừ 1, x trừ xn trừ 2, cứ nhân dài đó ra. Cứ từ dưới này ta tích lên đây tới tới x1 là ta dừng nha. Đấy. Như vậy cứ theo công thức này, ta các bạn cộng hết cái đám này lại nè. Như vậy là ta có là n 4 phải không? Đó, sẽ được viết lại theo công thức nội suy Newton lùi là 0,866 cộng với gì? Cái này mà chia cho h mũ 1 của một dây thừa là còn lại là trừ 0,134 này. Đúng chưa? Rồi chỗ này là cái này hai dây thừa bằng 2 mà một bình phương là bằng 1, như vậy nó là trừ 0 phẩy gì? Cái này sẽ là x trừ xn đúng không? X trừ xn là x trừ 4 nha. Đấy. Rồi. Tới cái lượng này thì chia cho 2 thì nó là còn lại là trừ 0 phẩy gì nhỉ? 134. 134. Như vậy là x trừ xn là x trừ 4 này.
nhân cho x trừ 3 này. Được chưa? Rồi tiếp tục lấy cái này. 0, trừ 0,036 mà đem chia cho 3 dây thừa là chia cho 6. Nha. Như vậy là chỗ này là 0,036 mà đem chia cho cái này là 6 này. Cái này là thành trừ nha, trừ này. Chỗ này sẽ là bằng 0,006. Đúng không? Đấy. Cái này chia cho 3 dây thừa rồi nhá. Rồi như vậy chỗ này sẽ là x trừ 4 nhân x trừ 3 rồi tiếp tục nhân với cái x trừ 2 này. Rồi. Cuối cùng là cái chỗ này, lấy 1,062 chia 4 dây thừa là chia 24 hồi nãy mình tính rồi này. Đó là nó ra cái số này đây. Như vậy chỗ này sẽ là cộng cho 0,04425. Và các bạn nhân cho x trừ 4 x trừ 3 x trừ 2 và cuối cùng là x trừ 1. Được chưa? Đây, như vậy là ta sẽ được cái đa thức nội sinh đi tinh lùi. Phải không? Đấy. Rồi thế thì cuối cùng còn lại là đi tính giá trị của hàm số tại cái gì? À, tính giá trị gần đúng mà. Phải không? Đây, tính giá trị gần đúng này là các bạn thay 0,23 với là 3,85 vào nữa thôi. Nha. Thay từ đây các bạn suy ra N4 của 0,23 là bằng. Đấy, như vậy cái giá trị Fx cái giá trị F của 0,23 nó sẽ xấp xỉ bằng cái này đây. Đó, tự thế vô. Tương tự như vậy là ta lấy N4 của 3,85 bằng bao nhiêu đó thì cái đây nó sẽ là kết quả xấp xỉ của F 3,85. Được chưa? Đấy. Như vậy là chẳng qua cái bài toán này là gì? Là chúng ta làm quen với kỹ thuật. Đúng không? Làm quen với kỹ thuật viết cái đa thức nội suy Newton dạng tiến và dạng lùi dựa vào các bảng sai phân với các mốc nội suy cách điện. Cái thứ hai là gì? Ngoài cái cách viết theo biến x này ra thì chúng ta còn có cái cách viết theo biến t nhá. Ví dụ như trong trường hợp này thì các bạn tập làm quen với kỹ thuật viết theo biến t thứ qua nè nhá. Sáng nay ta làm luôn ha. Nếu như n mà viết theo biến t thì các bạn dựa vào đây. Được chưa? Bây giờ viết cái dạng Newton tiến nha. Thì n này á là ta sẽ ghi ra này. N đây là N4. X0 cộng TH, X0 ở đây là bằng 0 nhá. Rồi, cộng cho TH mà H bằng 1 như vậy chỉ còn lại N4T thôi này. Có đúng không? Như vậy nó bằng Y0 á là cái này nó sẽ là bằng bằng 1 này. Cộng cho delta Y0 như vậy là chỗ này nó thành trừ 0,5 đúng không? Rồi, trừ 0,5 đem chia cho 1 dây thừa là bằng 1 nha, T nha. Tiếp tục là delta 2 Y0 là 0,866 mà chia cho 2 dây thừa là thành là cộng cho này 0,433 này. Đó, t nhân t trừ 1 ha. Đấy, tiếp tục là chỗ này mà đem chia cho 3 dây thừa. Như vậy là trừ gì? Đây, 1,098 chia 3 dây thừa hồi nãy mình tính ra là bao nhiêu? Là đây là trừ 0,183 này. Đó. Đúng không? Như vậy chỗ này sẽ là t nhân cho t trừ 1 thì tiếp theo sẽ là t trừ 2. Đúng không? Đấy. Rồi tiếp theo là con số cuối cùng này. Con số cuối cùng này là đem chia cho gì đây? Chia cho 4 dây thừa là 1,062 mà đem chia cho 4 dây thừa như hồi nãy mình tính đây này là nó ra con số là cộng cho này. 0,044 25. Như vậy chỗ này sẽ nhân này. T này. T trừ 1 này. T trừ 2 và T trừ 3. Đúng không? Đấy là xong. Chưa? Đây là cái cách viết theo T. Đấy. Tương tự như vậy nếu mà các bạn viết ở cái chiều dưới này theo cái Newton lùi viết theo T thì công thức nó đây. Đúng không? Đấy, cái công thức đây thì nếu mà các bạn viết theo công thức lùi thì nó ra cái gì? Ta thử thử nha. Như vậy là N4 cứ viết thôi. Ở đây là xn là nó sẽ bằng 4 này. H là bằng 1 như vậy là T cộng 4. Đó, theo Newton lùi thì nó như thế này. Xn là 0,866. Được chưa? Rồi cộng cho này. Lấy cái con số này đem chia cho 1 dây thừa là thành trừ hả? 0,134. Đúng không? T.
Rồi tiếp tục lấy cái này mà đem cái delta này mà đem chia cho hai dây thừa. Đấy, hai dây thừa thì nó ra là trừ phải không? Trừ 0,134. Đấy, t nhân cho t trừ thành t cộng ha, t cộng 1. Lùi thì nó tăng cái giá trị này. Rồi tiếp tục tới gì? Tiếp tục tới lấy con số này mà đem chia cho ba dây thừa. Ba dây thừa hồi nãy ta tính ra bao nhiêu nhỉ? Đây đây, là trừ 0,006. Như vậy là t nhân cho t cộng 1 nhân qua đây một cái t cộng 2 nữa. Đúng không? Và cuối cùng là lấy cái con 1,062 này chia cho 4 dây thừa là ra là thành lật cộng cho 0,4 0,04425. Như vậy t cộng 1, t cộng 2 và cuối cùng là t cộng 3. Đó, như vậy nó có rất là nhiều cái cách viết, viết theo biến x và viết theo biến t. Được chưa? Của đa thức nội suy Newton tiến và nội suy Newton lùi, cả lý thuyết lẫn thực hành. Và các bạn nhớ là cứ bám sát vào các bảng sai phân này để các bạn tính. Được chưa? Có nhiều bạn thì viết luôn các cái chỉ số dây thừa luôn này này để sau nó khó quên. Và cái chuyện mà tính mà cộng thêm các cái thừa số đằng sau này là cứ theo cái lộ trình chúng ta tiến thì trừ từ đây này xuống dưới tan dần, còn lùi thì trừ từ dưới này trừ lên giảm dần. Đó. Còn cái lượng mà chia dây thừa này cứ theo đúng dây thừa ta chia thôi. Ví dụ như đây là ở cái delta y á, đó, thì cái này sẽ là một dây thừa nhân h mũ 1. Cái này chia tiếp cho hai dây thừa nhân h mũ 2. Cái này là ba dây thừa nhân h mũ 3 và chỗ này sẽ là bốn dây thừa nhân h mũ 4 là giống nhau này. Đấy, là cái này cộng 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 và nhớ là mỗi cái này nó sẽ có cái đuôi tích đằng sau. Ví dụ chỗ này sẽ là x trừ 0 này. Chỗ này sẽ là x trừ 0 nhân x trừ 1 này. Đó nó nhân trừ này. Chỗ này sẽ là x trừ 0 nhân x trừ 1 nhân x trừ 2. Đấy, và tiếp theo chỗ này sẽ là x trừ 0 nhân x trừ 1, x trừ 2, x trừ 3. Còn xà lui thì nó là đầu tiên ở chỗ này sẽ là x trừ 4. Tiếp theo cái số hàng này sẽ là x trừ 4 nhân x trừ 3. Tiếp theo chỗ hàng này sẽ là x trừ 4, x trừ 3, x trừ 2. Tiếp theo số hàng này là x trừ 4, x trừ 3, x trừ 2, x trừ 1. Đấy, cứ theo cái lộ trình nó các bạn làm là nó ra thôi. Được chưa? Rồi, như vậy là một cái ví dụ nữa cũng khá là thú vị để chúng ta củng cố toàn bộ lại cái lý thuyết của đa thức nội suy Newton tiến và lui. Các bạn có thể xem cái bài giải dưới này. Thầy không biết rằng là hồi nãy tao tính là các bạn nó đúng chưa nhá. Đây các bạn này. Thầy sẽ cốt các bạn này lại để đối chiếu coi thử là hồi nãy tao tính đúng chưa nhá. Rồi, đem là đối chiếu xuống cái kết quả tao giải dưới này nè. Rồi, ở dưới này tao giải rồi, tất nhiên là thầy đã giải rồi. Để cho nó tiện thì các bạn có thể xem cái đây, thầy sẽ dán cái kết quả nó xuống dưới này để ta coi thử đối chiếu tính toán hồi nãy giờ đúng không? À, đây hồi nãy là ta tính cái này đúng không? Rồi, các bạn nhìn cái bảng đó với cái bảng này nó có gì sai không nè? Chắc là đúng thôi, vì cộng trừ nhân chia thì không lẽ nào mà nó sai hả? Đây là y chạy từ 0 cho đến 4 nè. Nha. Xy là cũng chạy từ 0 đến 4 nè. Đây, cái sai phân tuyến của chúng ta là 1 trừ 0,5, 0,88 866 trừ 1,098 và 1,062. Rồi Newton lùi của chúng ta này 0,866 này. Lên ở chỗ này là 0, trừ 0,134 này. Lên ở chỗ này là trừ 0,268 này. Lên chỗ này sẽ là trừ 0,036 và cuối cùng là 1,062. Giống y chang đúng không? Chắc có lẽ là không có gì sai ha. Rồi từ cái bảng sai phân này thì ta viết công thức ra thôi. Đây, ở dưới đây thầy đang viết nó theo gì đây? Theo t chứ không viết theo x. À, nãy ở trên này ta viết theo x rồi này. Đó. Các bạn thấy chưa? Đó, viết theo x. Rồi xuống đây ta viết theo t. Đây trong bài làm thì thầy sẽ trình bày theo t. Đa thức nội suy Newton tiến của chúng ta là x là bằng x0 cộng với th, có nghĩa là x lúc này sẽ bằng t. Và theo như công thức thì chúng ta lộ trình nó là gì? Là xây dựng theo đúng cái công thức này đây đây. Đó. Được chưa? Rồi thầy viết lại thôi. Chắc là số liệu thì chả có gì khác đâu. Đây này. 1 trừ 0,5t cộng 0,433t nhân t trừ 1 trừ 0,183t nhân cho t trừ 1 t trừ 2 cộng với 0,04425t t trừ 1 t trừ 2 t trừ 3. Được chưa? Rồi, thế bây giờ trong cái đoạn mà thế vào đó thì do ở đây chúng ta viết là viết f là fx nhưng mà x là ta đạt là bằng t. Như vậy là f của 0,23 thì nếu viết theo t thì cũng là 0,23. Đúng không? Như vậy là f của 0,23 thì nó xấp xỉ là n4x. Mà n4x trong trường hợp này x bằng t cho nên nó sẽ là n4
0,23. Thay cái t bằng 0,23 vô trong cái đa thức này. Để ta được kết quả là 0,7125. Được chưa? Rồi. Đối với đa thức nội suy Newton lùi ấy, thì với cái bộ số liệu mà chúng ta tính trên cái bảng sai phân ấy, thì ta ráp công thức vào thì ta được cái kết quả của N4 của 4 cộng T như hồi nãy thầy đã trình bày kết quả ra đây. Đấy, chả có gì khác cả đâu. Các bạn yên tâm hồi nãy thầy tính rồi. Như vậy là với cái bảng này thì ta có đa thức nội suy Newton lùi. Thì bây giờ người ta tính F là F của gì? F của X bằng 3,85. Nhưng mà trong đó X của chúng ta là bằng 4 cộng T. Như vậy từ đây ta sẽ rút ra được T lúc này nó sẽ là bằng gì? 3,85 trừ cho 4. Nghĩa là thành là 0,05. Được chưa? Như vậy khi các bạn thay vô đó, thì thay vì thay x là bằng 3,85 thì các bạn sẽ thay vào trong cái vế phải này nè. Đấy. Với t là bằng trừ 0,05. Thay vào. Trừ 0,15 chứ. Xin lỗi. Chỗ này là trừ 0,15. Đấy. Được chưa? Rồi. Đó, thay vô cái vế phải trừ mình thì các bạn sẽ được kết quả là 0,8749. Và đây chính là cái giá trị xấp xỉ của f 3,85. Được chưa? Có nghĩa là mình tính là tính theo x nhưng mà truy ra theo t để thế vô cho nó đúng ha. Đấy. Còn nếu mà các bạn đã viết được theo x như ở trên này rồi nè. Vâng, đây, viết theo x như ở trên này rồi thì thay x vô thôi. Khỏi cần phải chuyển qua t nữa. Được chưa nào? Rồi, đó là một cái bài tập khá là quan trọng vì nó liên quan đến cách viết cũng như cách thành lập cái đa thức nội suy Newton ha. Rồi, chắc có lẽ ta qua một cái bài tập nữa thôi. Rồi ta sẽ dừng cái video này lại, còn lại các cái dạng toán hôm sau ta sẽ bàn tiếp. Bài tập số 4, người ta nói là cho các hàm số y bằng cos px với các mốc nội suy cách đều là x0 bằng 0, x1 bằng 1/6, x2 bằng 1/3 và x bằng 1/2. Đề ở đây người ta yêu cầu là viết cái đa thức nội suy Newton tiến thôi và tính giá trị gần đúng cos của pi trên 12. Từ đó đánh giá sai số. Đây là một cái nội dung mà chúng ta đã gặp trong đa thức nội suy Lagrange. Còn trong cái đa thức nội suy Newton thì chúng ta không có đề cập tới nó. Nhưng mà bản chất của cái đánh giá sai số thì chúng ta cũng sẽ làm giống y như trong cái đa thức nội suy Lagrange. Còn nè, thì quá trình đánh giá sai số này thì lát nữa ta sẽ nhắc lại lý thuyết một chút trong cái phần đa thức nội suy Lagrange làm như thế nào để ta quay lại lý thuyết ha. Rồi, thế thì bây giờ cứ theo lộ trình thôi. Ở đây đề nó yêu cầu là chúng ta lập cái đa thức nội suy Newton tiến. Như vậy ta cũng phải lập cái gì các em? Ta cũng phải lập cái bảng sai phân ra trước ha. Rồi bây giờ ở đây là ta cũng sẽ lập y này. Rồi chỗ này sẽ là xy này. Chỗ này cũng sẽ là y này. Rồi cũng delta 1, delta 2, delta 3 nhé. Delta 1. Đây đây không có delta 1, delta y thôi. Delta 2y, delta 3y. Được chưa? Rồi ở đây thầy ghi chỗ này là 0 này. Chỗ này là 1/6 này. Chỗ này là 1/3 này. Chỗ này là 1/2 này. Như vậy chỉ số y chạy từ 0, 1, 2, 3. Được chưa? Như vậy cái đa thức nội suy Newton trong trường hợp này là sẽ là đa thức bậc 3. Nha. Thế thì y bằng bao nhiêu? Thay bằng 0 vô đây. Nha. Thay bằng 0 vô đây thì cos 0 bằng 1 này. Thay bằng 6 vô đây, cos pi 6 là cos 30 độ ha. Cos 30 độ là căn 3 trên 2. Tiếp tục biên 3. Biên 3 là cos 60 độ là 1/2. Tiếp tục là 1/2 là cos biên 2 là bằng 0. Được chưa? Rồi các bạn thay vô đây là chính được các bảng giá trị này. Rồi sau đó tiếp theo là ta lập các cái bảng sai phân ra. Đúng không? Và mục tiêu của chúng ta là lập bảng sai phân tiến nhá. Rồi ở đây là sẽ là căn 3 này. Căn 3 trên 2 trừ 1 nghĩa là căn 3 trừ 2 chia 2 này. Số nó hơi lẻ nha, các bạn cứ để nguyên vậy đi. Rồi tiếp theo cái chỗ này sẽ là 1/2 trừ, như vậy là 1 trừ căn 3 chia cho 2 này. Và chỗ này sẽ là trừ 1/2 này. Được chưa? Tiếp tục với cái sai phân bậc 2 thì các bạn lấy số này trừ số này. Như vậy ta được kết quả là mấy? 1 trừ căn 3 mà trừ cho căn 3 cộng 2 nữa thì nó ra là bằng mấy? 3/2. Đúng không? Đấy, bao hai hai cái này trừ nhau là hết. 3 trừ 2 căn 3 chứ, 3 trừ 2 căn 3. Xí nữa là đặt rồi ha. Đây số đây mà trừ số số trên mà.
Như vậy là 3 trừ 2 căn 3 chia 2. Rồi tiếp. Số này trừ số này. Như vậy là trừ 1. Mà trừ 1 nó là trừ 2 nha các em. Rồi cộng căn 3 này. Và đem chia cho 2. Được chưa? Rồi cuối cùng là delta là lấy hai số này trừ nhau. Như vậy là trừ 2 này. Cộng căn 3 trừ cho 3 cộng 2 căn 3. Được chưa? Rồi như vậy là nó ra cái gì? Trừ 5 cộng 3 căn 3. Trừ 5 cộng 3 căn 3 chia cho 2. Được chưa? Vậy mà đây chính là delta y. Rồi. Thế thì bây giờ tới đây á, là ta sẽ làm gì? Ta sẽ tiến hành viết cái đa thức nội suy Newton tiến. Được chưa? Có lẽ là bây giờ ta thầy sẽ không 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 chiếu lại cái đa thức đó nữa. Vì vì chiếu lại thì công thức nãy ta mới vừa làm một cái rồi, bây giờ ta tập nhớ thôi nha. Rồi, đa thức nội suy Newton tiến mà viết theo biến số x. Rồi, đây bây giờ để cho nó đây, có nghĩa là toàn bộ cái trục này. Nha, toàn bộ cái lượng trên cái dòng đầu tiên này. Rồi, nhớ nè. Riêng cái đầu tiên này không chia cho cái gì cả, cái đây sẽ chia cho gì? Một dây thừa nhân h mũ 1, cái này chia cho một dây hai dây thừa nhân h mũ 2, cái này chia cho ba dây thừa nhân h mũ 3. Được chưa? Rồi, còn cái tích sẽ là đầu tiên là x trừ x0, tiếp theo là x trừ x0 nhân x trừ x1, tiếp theo sẽ là x trừ x0 x trừ x1 x trừ x2. Đúng không? Đấy, như vậy là công thức bắt đầu ta nhìn qua ta ghi nè. Như vậy là n ở đây chắc chắn là n3x kìa. Được chưa? Rồi ghi từ từ ra nè. Cái số này là 1 ha. Cộng nè, đây cái lượng này chia cho một dây thừa mà h ở đây là bằng bao nhiêu? Các bạn nhìn qua đây h này. Theo cái sự chênh lệch này thì h sẽ là 1/6. Được chưa? Rồi, các bạn ghi vào đây cho thầy là 1/6. 1/6 mà nhân nghịch đảo nha. Như vậy là nó ra này. Mấy nhỉ? Chỗ này thầy sẽ nhấp nháp chỗ này đi. Chỗ này sẽ là 3 căn 3 trừ 2 mà đem chia cho 1/6. Đấy, đem chia cho cái này là 1/6. Vì cái này là một dây thừa bằng 1 rồi. Nhưng mà nhân nghịch đảo thì cái này nó sẽ là 3 thừa số cho căn 3 trừ 2 chưa? Đúng không? Đấy, như vậy là cái này sẽ là cộng cho 3 thừa số cho căn 3 trừ 2. Ok chưa? Rồi riêng cái hệ số này là thầy nhận. Rồi nhân với x trừ x0 là nhân với x thôi này. Chính xác chưa? Đấy, nhân với x trừ. Rồi. Tiếp theo tới cái số hạng thứ hai là ngay chỗ này ha. Ngay chỗ này thì nó ra là 3 này trừ 2 căn 3 này đem chia cho 2 này rồi đem chia cho cái này là hai dây thừa là bằng 2 nha, nhân cho h bình phương là 1/36 này. Đó. Như vậy là cái này viết ra là bao nhiêu? Cái này nó ra là 2 rút gọn ha, đây là thành 18 nha. Nhưng mà nhân nghịch đảo thì nó ra là 9 thừa số cho 3 trừ 2 căn 3. Được chưa? Như vậy cộng cho chỗ này là 9 3 trừ 2 căn 3 này. Được chưa? Như vậy chỗ này sẽ là x nhân cho x trừ x1 là trừ 1/6 này. Được chưa? Đấy. Rồi, sắp xong rồi không? Tới cái số cuối này. Số cuối thì là trừ 5 cộng 3 căn 3 mà đem chia cho 2 rồi chia cho 3 dây thừa là bằng 6 nhân cho 1/6 mũ 3. Phải không? 1/6 mũ 3. 6 mũ 3. 6 3 rút gọn với con 6 này là còn 6 mũ 2 thôi này. Nghĩa là 36 này, 36 mà nhân nghịch đảo lên đây là còn lại là cộng cho 18. Ok chưa? Thừa số cho trừ 5 cộng 3 căn 3. Rồi, đa thức ở đây x nhân x trừ 1/6 này. Nha, rồi tiếp nhân cho x trừ gì? X2 là trừ cho 1/3. Được chưa? Đó, như vậy là ta đã viết xong cái đa thức nội suy Newton tiến theo biến số x. Thế có nhiều bạn là gì? Có nhiều bạn là tính cái n3 theo t được không? Được nha. Được nha. Chả sao cả ha. Viết theo t thì viết theo t thì nó cũng y vậy thôi. Viết theo t thì vẫn cái chỗ này nó vẫn là y0 nha. Có điều là các bạn phải đặt t là bằng gì? Đặt x là bằng x0 cộng th. Nghĩa là bằng gì nhỉ? X0 ở đây là bằng 0 ha. Như vậy là nó sẽ bằng là T chia 6. Như vậy cái đa thức nội suy trong cái trường hợp mà viết theo T sẽ là N3 của T chia 6. Đúng không? Đấy. N3 của T chia 6 thì nó ra cái gì? Chỗ này vẫn Y0 là 1 đúng không? Đấy. Rồi. Cộng cho cái này là delta y và chia cho cái này là một dây thừa thôi thì cái này nó ra là
mới nhỉ. Đây là căn 3 trừ 2 chia cho 2 thôi. Không có cái h này nữa hả? Không có cái h này nữa. Và nhân cho t. Nhân cho t. Đấy. Rồi rồi tiếp theo là gì? Rồi tiếp theo là cái delta 2 này chia cho 2 dư thừa thôi. Chia cho 2 dư thừa như vậy là thành là cộng cho 3 trừ 2 căn 3 chia cho 2 dư thừa và nhân 2 đây nữa là chia cho 4 này. Đó, thì cái này nó thành là t nhân cho t trừ 1. Ok chưa? Rồi tiếp theo là tới cái anh chàng này là chia cho 3 dư thừa nha, chứ không có h mũ 3 này nữa, chia cho 3 dư thừa thì cái nó là 6, 6 mà nhân 2 này nữa là 12. Như vậy là thành cộng cho trừ 5 cộng cho 3 căn 3 chia cho 12. Nhân cho t t trừ 1 t trừ 2. Đấy, các bạn có thấy rằng là trong cái trường hợp mà viết theo t trong có vẻ nó khá nhẹ nhàng đúng không? Vì nó không có cái chuyện mà h mũ 3 này nữa thì nó hơi 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 dài. Đó, cách nào cũng được, tùy nha. Rồi bây giờ quan trọng là gì? Tính cần đúng giá trị. Tính cần đúng giá trị có nghĩa là các bạn thấy cos của pi x mà tại là x là các bạn thay là bằng 1 phần 12 vào. Thì nó ra cái cos này thôi. Như vậy là bây giờ ta chọn một trong hai công thức nha. Các bạn chọn công thức nào cũng được. Đấy, nếu mà công thức viết theo t thì thay cái này rút t ra thế vào đây. Còn nếu viết công thức cái này thì thế trực tiếp cái x bằng pi trên 12 vào luôn. Được chưa? Đâu ví dụ như thầy chọn cái công thức ở trên thử nhé. Còn lát nữa thì thầy sẽ giới thiệu cái đáp số mà viết theo t này sau. Rồi bây giờ ở đây ta cho x là bằng 1 phần 12. Nhớ là 1 phần 12 là nó sát các con không này hơn so với các con 1 phần 2 này nhé. Cho nên là nó dùng công thức Newton tiến là như vậy. Như vậy là lúc này ta suy ra được cos của pi trên 12. Đó, nó sẽ xấp xỉ bằng là n3 của 1 phần 12. Được chưa? Rồi các bạn xách cái máy tính, các bạn bấm cái lượng này rồi. Sau đó các bạn can tại cái vị trí là 1 phần 12 vào. Được chưa? Là nó sẽ ra được cái kết quả chỗ này này. Nha. Đấy, ta thử thử ha, ra bao nhiêu nha. Cái việc nhập vào thì nó hơi lâu tí thôi, chứ còn tính toán thì nó không có gì máy tính đã tính cả. Rồi, ở đây thầy sẽ chịu khó nhập vào thôi. Đây là 1 cộng này. Chỗ này là 3 phải không? Mở một đơn này. Chỗ này sẽ là căn 3 trừ 2. Căn 3 trừ 2. Nha. Trừ 2, đóng một đơn này. Đấy, chỗ này là các bạn ghi là alpha x. Đấy. Rồi, cộng cho 9 hả? Cộng cho 9. Mở một đơn 3 trừ 2 căn 3 hả? 3 trừ cho 2 căn 3 này. Đấy, rồi đóng một đơn được chưa? Rồi, tiếp tục ta nhân cho x. Nhân cho x trừ 1 phần 6 hả? Nhưng mà chỗ này sẽ là alpha x. Rồi mở một đơn là alpha x trừ cho 1 phần 6. Đấy. Rồi đóng một đơn lại. Được chưa? Rồi tiếp tục cái chỗ này sẽ là 18. Cộng cho 18 này. Đó, mở một đơn ngay chỗ này sẽ là trừ 5. Được chưa? Rồi cộng cho 3 căn 3. Nha. Đấy. Ở đây thầy sẽ đóng một đơn lại nè. Chỗ này x ha, alpha x. Rồi mở một đơn alpha x trừ cho 1 phần 6. Được chưa? Rồi, đóng một đơn hả? Cái này tiếp tục là alpha x trừ 1 phần 3. Trừ cho 1 phần 3. Đấy, chịu khó bấm máy tính thôi. Ha? Đấy, rồi, bắt đầu ta sẽ can cái giá trị x là bằng 1 phần 12 vào. Đó, nó ra cái giá trị số này. Có đề ta lấy gần đúng thôi các em. Rồi, 0,968 nha. Thầy lấy 3 chữ số phần. 0,968. Đó, viết như thế này nghĩa là nó trải qua hai lần sai số luôn đó nha. Đây là hai lần sai số này. Được chưa? Tuy nhiên rằng là gì? Bây giờ chúng ta sẽ tập giải quyết cái bài toán trong cái trạng thái là đánh giá cái sai số này. Được chưa? Rồi. Như vậy cái nội dung tiếp theo là chúng ta bàn đến cái vấn đề sai số. Các bạn lưu ý rằng là cái việc đi tính sai số thì chúng ta sẽ dựa vào cái kết quả của cái kiến thức liên quan đến đa thức nội suy Lagrange mà chúng ta đã học hôm trước. Được chưa? Rồi bây giờ ở đây thầy sẽ nhắc lại. Nhắc lại chứ, không? Kiến thức này nó cũ rồi mà. Nhắc lại này. Đối với cái sai số giữa fx so với lnx đó thì nó sẽ bé hơn bằng gì? M chia cho gì các em? Chia cho n cộng 1 dư thừa đúng không?
Đấy, nhân cho trị tuyệt đối của x trừ x0, nhân cho x trừ x1, nhân cho vân vân, nhân cho x trừ xn. Đó. Và bắt công thức này đúng với mọi x thuộc vào đoạn AB. Ok, đây, bắt công thức này, đây chính là cái đánh giá sai số. Thế bây giờ người ta thay cái ln đó bằng n thôi, bằng cái nhị thức đa thức nội suy Newton thôi, thì công thức nó vẫn vậy thôi, cả có cái gì khác cả nhá. Đấy, thế bây giờ ở đây ta chịu khó này, nhớ này, m ở đây nó chính là gì? M ở đây chính là bằng supremum của trị tuyệt đối đạo hàm cấp n cộng 1 của các hàm số biết đã cho trên cái đoạn AB đó, nhớ nha. Rồi, như vậy để giải quyết bài toán này thì đầu tiên là ta sẽ tìm m trước ha. Hàm số ở đây là fx bằng cos của bi x, được chưa? Đây, giả thiết nó cho cos bi x nè nha. Rồi bây giờ ta phải chịu khó tới đạo hàm cấp mấy? Ở đây n của chúng ta là bằng bằng 3, như vậy ta phải tính tới đạo hàm cấp 4 nhé. Rồi f đạo hàm cấp 1 này là bằng trừ pi sin px này. Rồi đạo hàm cấp 2 này là bằng mấy? Chỗ này sẽ là bằng trừ pi bình phương cos px. Rồi đạo hàm cấp 3 hả? Nhanh thôi, đạo hàm cấp 3 là bằng gì? Pi mũ 3. Như vậy chỗ này nó quay về sin px này. Và hiển nhiên ta có đạo hàm cấp 4. Đạo hàm cấp 4 sẽ là bằng pi mũ 4 nhân cho cos của bi x. Các bạn để ý này, x cái này nó chạy từ đâu đâu? X nó chạy từ 0 cho đến 1/2. Đây, 0 đến 1/2 này. Nghĩa là cái đoạn AB ở đây á chính là 0 đến 1/2 ha. Đấy. Thế thì lúc này ta suy ra được m ở đây nó sẽ bằng bao nhiêu? Nhớ là khi x nó bằng 0 thì cos này nó sẽ bằng 1. Cho nên cái lượng này tối đa là bằng pi mũ 4 chứ. Nhầm. Pi mũ 1. Được chưa? Đâu có m đâu nha. Sau khi ta có m ta thay vào đây, như vậy kết quả ở đây nó sẽ là gì? Vậy cos của pi trên 12 đó. Được chưa? Mà trừ cho n3 của 1/12 này. Đó, các anh chàng này anh sẽ sai số một cái lượng là bé hơn bằng pi mũ 4 chia cho n cộng 1 dư thừa chính là 4 dư thừa này. Rồi trị tuyệt đối của này, ta thay cái chỗ x này là bằng 1/12 vô nhá. Rồi, trừ x0 là bằng 0, đây x0 bằng 0 này. À. Rồi tiếp tục là 1/12 trừ cho x gì? Trừ x1 là 1/6 nha. Rồi, tiếp 1/12 trừ cho x gì? X2 là 1/3 hả? Và cuối cùng là 1/12 trừ cho 1/2, được chưa? Đấy, 1/2. Rồi đóng được. Đấy, các bạn bấm máy tính cái lượng này là các bạn sẽ biết được sự sai số cần tìm giữa cái giá trị chính xác cos pi trên 12 với cái giá trị gần đúng của nó là n3 của 1/12. Được chưa? Rồi. Còn ví dụ như bạn nào mà xài cái công thức gì nhỉ? Xài cái công thức theo t đây này. Đấy, thì nó chỉ khác cái chỗ này là với x mà bằng gì? 1/12. Thì suy ra được t ở đây sẽ là bằng mấy? 1/2. Đúng chưa? Đấy, như vậy khi các bạn thay vô thì thay cái t bằng 1/2 vô đây này. Đấy. Được chưa? Thay vô trong cái biểu thức này này. Thì chắc chắn kết quả nó cũng sẽ ra cái số này thôi. Chắc chắn kết quả nó cũng ra số xấp xỉ là 0,968 này thôi. Không có gì khác cả đâu. Nha. Rồi còn cái đoạn này là bấm máy tính ha. Rồi ta coi thử là bấm máy tính nó ra bao nhiêu, xấp xỉ bao nhiêu ha. Đánh giá sai số mà. Như vậy là cái phần này nó mặc dù nó là chủ yếu là tính cái giá trị gần đúng bằng cái đa thức nội suy Newton thôi, còn cái đánh giá sai số là nó giống như lần trước. Các bạn nhớ chưa? Rồi ở đây thầy sẽ ghi là pi chia 4 nha. Shift pi mũ 4 này. Đấy. Rồi ở đây chia cho 4 dư thừa là 24 ha. Đấy, rồi nhân với cái này là trị tuyệt đối. Đấy, thầy sẽ ghi trị tuyệt đối luôn ha. Cái này là 1/12 này. Rồi. Cứ nhân vào thôi. Đây mở mốc đơn. Cứ ghi đúng cái biểu thức á, 1/12 trừ 1/6, chả sao cả. 1/12 trừ 1/6. Cứ ghi y vậy đi, khỏi cần phải lằng nhằng. Rồi, đóng mốc đơn nè. Tiếp tục là 1/12. Rồi, trừ cho 1/3 ha. Đấy, cứ để nguyên vậy cũng được, chả sao cả. Còn không thì các bạn chịu khó, các bạn rút gọn trước khi đi rồi hãy bấm máy tính thì nó nhanh hơn. 1/12 trừ 1/2.
cứ để im vậy cũng được, trừ cho 1 phần 2. Được chưa? Rồi đóng mốc đơn này. Đấy bấm bằng. Đấy, đây kết quả sai số đây. Nghĩa là nó khoảng tầm 2,94 nhân 10 mũ trừ 3. Được chưa? Đấy. Như vậy là cái này nó sẽ nhỏ hơn bằng 2,94 nhân 10 mũ trừ 3. Đây chính là kết quả sai số chúng ta cần tìm. Và giá trị gần đúng của nó là 0,968. Được chưa? Đấy, như vậy là ta thấy rằng là trong cái bài số 4 này thì ngoài cái chuyện là các bạn phải sử dụng cái bảng xây phân để viết cái đả thức nội suy Newton mà còn phải làm thêm cái công đoạn là tính giá trị gần đúng và đánh giá sai số nữa. Nghĩa là nó liên kết với kiến thức mà chúng ta đã học ở đằng trước nha. Rồi, bây giờ ta sẽ xem cái bài giải chi tiết dưới đây. Đấy, trong có vẻ chi tiết thì nó đẹp hơn nhiều phải không? Đây, bảng xây phân của chúng ta tính toán này. Chắc có lẽ là không có gì khác nhiều so với cái mà chúng ta đã trình bày phải không nhỉ? Rồi, để đây đối chiếu các bảng xây phân thế nào. 0 1 căn 3 trên 2 1 phần 2 0. Căn 3 trừ 2 chia 2, 1 trừ căn 3 chia 2 trừ 1 phần 2. 3 trừ 2 căn 3 chia 2, trừ 2 cộng căn 3 chia 2, trừ 5 cộng 3 căn 3 chia 2. Ủa giống nhau mà, sao có gì khác đâu nhỉ? T ở đây là 1. 3 trừ 2 chia cho căn 3 trừ 2 chia 2T này. Cái này là 3 trừ 2 căn 3 chia 8 này. À sao cái này là chia 8 đây. Đây sẽ là 2 dây thừa là bằng 2 nhân 2 là 4 nhé. À chỗ này nó bị sai đây này. Đó anh này bị sai đây rồi. Đây là trừ 5. Rồi như vậy là cái bài giải của thầy nó bị nhầm ở chỗ này nha. Ta tính toán thì không có sai. Bị nhầm ở chỗ này là 4 mới đúng. Đấy các bạn sửa lại cái chỗ đó. Thì kết quả chỗ này nó không phải là cái số này mà cái số khác nha. Cái số khác. Cái số hồi nãy chúng ta là sắp xỉ, sửa lại chỗ này một tí. Sắp xỉ 0,968 mấy đó. Hả? Đấy. Các bạn sửa lại nó bị lệch cái chỗ đó. Quá trình thế vô bị nhầm. Đây, 0,968. Được chưa? Còn cái đây này mình tính đúng rồi đấy. Và chỗ này là thầy bị nhầm cái chỗ này rồi nè. Đó, được chưa? Rồi các bạn chịu khó sửa lại. Cái thứ hai nữa là cái đánh giá sai số thì chắc có lẽ không có vấn đề gì sai đâu vì sai số nó không có liên quan gì tới cái chỗ này cả. Có cái chỗ này là viết bị nhầm rồi này. Đây, cái này là theo như cái đa thức nội suy Newton tiến thì cái công thức mà liên quan tới T đó là nó chỉ chia cho dây thừa thôi, nó không có cái hát này. Cho nên cái chỗ này hồi nãy thì ghi là 3 mà trừ 2 căn 3 chia 2 mà đem chia cho hai dây thừa này nữa là thành 4 không có 8. Nha. Đấy, cho này nó thấy khác khác này, các bạn thấy chưa? Viết theo T nó hơi khác khác. Rồi, như vậy là hy vọng rằng là qua cái bài giải này thì các bạn thấy cái phương pháp trình bày cũng như là cách thức ứng dụng của cái đa thức nội suy Newton tiến và Newton lùi trong cái bài toán tính gần đúng giá trị của hàm số. Ta sẽ dừng cái video ở đây và thầy sẽ hẹn các bạn hôm sau ở cái video tiếp theo cũng bàn về vấn đề ứng dụng của đa thức nội suy Newton. Nhưng mà trong cái trường hợp là cái mốc nội suy nó không có đều. Và cái thứ hai nữa là ta sẽ ứng dụng cái bảng xây phân cho cái việc đi giải quyết một số các bài toán liên quan về dãy số nữa nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em.